cho bản địa Việt Nam tháng 3 năm 2019. Can Shinano tài trợ chó Phú Quốc, chó Bắc Hà, chó Mông Cọc. Đây là sân thi chó Phú Quốc. Là sân thi Bắc Hà. 616, 618, 625 và 641. Đây là sân thi Mông Cọc. Mông Cọc thì có 3 màu thường gặp: màu đen, màu đỏ và màu vậy. Màu đen và màu đỏ thôi. Đây, nhìn ở trên này, đây này, đen và đỏ, vàng. Đây là chó Bắc Hà. Cứ đi tự nhiên. Đây là Bắc Hà, là Bắc Hà có màu đen không anh Giai nhỉ? Có đen nhỉ? Thế là màu nó cũng giống Mông Cọc à? Màu thế nào là cũng Mông Cọc, cũng đen đỏ với lại vàng vậy. Sao? Làm sao? Ý kiến gì? Hả? Đây là chó Bắc Hà. Mông Cọc. Mông Cọc. Đen. Cái đuôi này là Bắc Hà. Rất nhiều chó.